Cô Thơm Long Xuyền Vlog xin mến chào các em. Chào các em. Hi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái thử thách như nữa nha các em. Đây. Cô sẽ và các em sẽ cùng nhau thử thách trong cái game Coin Master này nữa nha. Đây, bây giờ trong cái tài khoản cô là có 30.000 30 tỷ tiền vàng nha. Và cô đang ở map là map mấy đây ta? Để cô coi coi. Cô đang ở bản đồ là 162 ở map 162, nhưng mà với số tiền 30 tỷ thì chắc chắn sẽ không mua được trọn vẹn, được xây được cái đảo. Và hiện giờ thì số pin của cô chỉ có là 369 pin thôi, nhưng mà cái trong cái đang cái đây nè, cô mới được 4.664 trên 7.900 của cái ốc quế thôi, như vậy cũng không có đủ nữa. Bây giờ cô sẽ dùng số tiền 30 tỷ này cô đi mở rương hết toàn bộ nha. Để coi coi thử thách này 30 tỷ mình sẽ mở được bao nhiêu thẻ mới. Hôm trước là 11 tỷ 500 là cô mở được 5 cái thẻ mới. Để coi coi hôm nay cô mở được bao nhiêu thẻ mới nha. Chúng ta sẽ bắt đầu. Đây. Vào cái rương. Và hôm trước thì mỗi một cái rương màu tím, cái rương ma thuật đó là 50 triệu. Nhưng mà hôm nay á, tại vì cái map của cô nó tăng lên nên nó lên là tới 55 triệu một cái rương. Như vậy 10 rương là 550 triệu. Chúng ta sẽ xem nha. Chúng ta cùng mở. Thẻ nào cô có rồi thì cô sẽ trùng, cô sẽ cho các bạn nha. Các ở clip sau cô sẽ tổng hợp lại những cái thẻ dư của cô và mấy bạn bình luận, cô sẽ gửi tặng mấy bạn mỗi ngày cô gửi được 5 thẻ nha. Một rương là hiện giờ có 8 thẻ à. Một rương có 8 thẻ à. Lúc này nó không có khuyến mãi. Một rương có 8 thẻ. Mà 55 triệu mà cô mua một lần là 10 rương. Mua 30 tỷ nha, để coi coi được bao nhiêu. Nãy giờ chưa có thẻ mới nào hết trơn á. Thôi bữa nay thấy hơi hơi bị hiu rồi nha. Có cái thẻ nào mà mấy bạn cần không? Nhìn giùm cô coi. Thẻ vàng cũng có ra nhưng mà mình có rồi hết trơn rồi. Rất là tiếc thẻ vàng không có gửi tặng cho mấy bạn được. Phải gửi được, cô gửi đi. Cô có một đống thẻ vàng luôn á. Cái nào mà nó ra rồi nó có mình có cái thẻ đó là bắt đầu nó ra hoài 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 luôn nè. Còn thẻ nào mình kiếm muốn chết luôn mà nó không chịu ra. Hãy
đợt này không có khuyến mãi. Những có những đợt là khuyến mãi là một rung 12 hộ là nó nhiều hơn được 1/3. Oh yeah, được sư tử đá mới. Được một thẻ mới, thẻ vàng luôn đấy chứ. Mừng quá. Được một thẻ mới là thẻ sư tử đá, thẻ vàng. Không biết nó nằm trong bộ sưu tập nào nữa đây ta ơi. Để chút nữa xong rồi mình coi liền mới được. Các bạn nào còn thiếu thẻ nhớ để ý giùm cô nha. Rồi video sau cô sẽ lên danh sách mà cô sẽ tặng các bạn. Chưa thấy nha. Thẻ thứ hai ơi, ở đâu mày ra đi? Hai thẻ vàng một luôn mà thẻ vàng cũ. Nãy giờ mua hết 4 tỷ. Được một thẻ 4 tỷ là được một thẻ rồi. Thẻ vàng mắc cái thêm thôi. Là như là mỗi một cái rương đều có một thẻ vàng hay gì á. Ha, có một thẻ mới nữa là hai thẻ. Mừng quá. Được hai thẻ rồi. 5 tỷ mà được 2 thẻ rồi. Hãy nó có bán cái đường nào bự bự hơn mình mua ha. Đền tĩnh lặng được thẻ nữa là 3 thẻ. Yeah, quá đã. Hồi nãy giờ mới có 5 tỷ mấy nào mà được 3 thẻ rồi. Được 3 thẻ rồi. Được mà. Bữa hổm 11 tỷ mấy mà được 5 thẻ thôi chứ 20 tỷ là không phải có 15 thẻ đi. Tham quá. Nãy giờ được 3 thẻ rồi. Nãy giờ mua được 6 tỷ rồi đó. 6 tỷ là được 3 thẻ thì cũng nhiều lắm rồi đó. Còn nhiều lắm rồi đó. Yeah, cố lên. Thế gian nào mà nó ra được rồi, nó ra hoài. Ghét hết trời. Đừng chọc chui để tôi tập trung nhận thẻ coi. Sao không thấy thẻ nữa trời.
thẻ. Kèm túi nhà thỏ gì nó ra hoài luôn. Cái thẻ ít sao nó ra hoài luôn. Nó có ba thẻ tự nhiên nó ngưng luôn rồi chà. Ba là xì bùa ra đi để lẹ lên đi. Ba thẻ ít 9 tỷ à. Còn là thẻ cũ không à. Có cái ba thẻ mới à. Thẻ vàng thì mình thẻ vàng cũ ra hoài. Ta thẻ trắng cũ đi đừng ra thẻ vàng cũ. Thẻ vàng cũ ra không có cho ai được cái chuyện đó. Thẻ vàng 4 thẻ. Được 4 thẻ mừng quá. Mười tỷ mà được 4 thẻ. Thẻ mới. Lưỡng cư 5 thẻ mới. 5 thẻ mới. Trời ơi, là theo dõi này nè. Sắp hết binh rồi. 5 thẻ mới rồi. Trời. À, đang 10 tỷ mà 5 thẻ mới.
11 tỷ rồi chứ. Hả? Ra đi. Nhớ nha các bạn, mấy bạn nhìn có thẻ nào mà cô ra mà là thẻ cũ của cô thì chắc là thẻ đó mà cô sẽ chuyển cho mấy bạn đó. Cái gì? Mấy bạn hả? Hay là chim hả? Mà biến live stream quá à. Kho kêu là live stream tặng thẻ kìa. Mà cho một lần có 5 thẻ à. Bạn mà mai mốt cô ra cái video mà tổng hợp thẻ, bạn nào xem trước á thì bình luận trước á thì tặng cho bạn đó. Ô thẻ tay cắm 6 thẻ ơi. Được 6 thẻ mới rồi. Bạn nào bình luận trước á thì cô sẽ ưu tiên cho bạn đó trước. Tại vì bạn có coi kênh của cô, ủng hộ cô thì cô sẽ cho bạn coi trước nha. Còn mấy bạn mà tự nhiên nhắn tin gọi hỏi qua Zalo, gửi hình hỏi cô ơi có thẻ này không, mà không có coi kênh của cô, không có ủng hộ cô thì cô sẽ cho sao. Đợi cho mấy bạn kia xong rồi cô mới cho mấy bạn này. Ưu tiên cho bạn nào bình luận, có bình luận nha. Nãy giờ mới hé rồi chứ, 56 qua nè. Sáu cái gì ha, mỗi giờ sáu thẻ là sao mấy bạn. Nói chuyện hơi quên, nghĩ thì uống một phần rất là phùng luôn. Bảy thẻ ngọn lửa Olympic nè, bảy thẻ mới rồi. Nhớ nghe các bạn, bạn nào có coi mà có xin thẻ thì bình luận cho ngay trước thì cô sẽ ưu tiên cho trước nha. Bạn Vi xin thẻ nè. Bạn đang xin thẻ để cô trả lời bạn. Tiếp tục.
giờ này có bạn bạn Huy còn xin thẻ rồi. Xin thẻ giờ này đang chiến đấu hả gì? Tám thẻ thuyền trưởng Sinbad nè. Thì 8 thẻ rồi mà quá. Gán bữa nay coi 15 thẻ coi 30 tỷ 15 thẻ coi đổi không ta. Nãy giờ được mới phân nửa mà được 8 thẻ rồi. Có hy vọng nha, nhưng mà không biết Vin cái điện thoại còn chịu nổi không nè. Chết rồi. Sao bây giờ? Đây à. Còn 3% pin hả? Điện thoại nó sắp sắp tắt luôn rồi. Kháo khỉnh nè, 9 thẻ. 9 thẻ rồi bà con ơi. Bây giờ thì tiền thì còn nè, mà đêm thì hết nè, không biết tính làm sao ở đây nữa nè. Mấy bạn, mỗi lần Cơ ra video mới cho ủng hộ Cơ nha. Like rồi đăng ký kênh ủng hộ Cơ nha. Chia sẻ cho bạn bè các video của cô nha các bạn. Hôm nay có ai coi video của cô mà chưa đăng ký không? Ai chưa đăng ký thì đăng ký kênh ủng hộ cô coi. Nãy giờ mấy thẻ 9 là 10 qua nữa rồi. Mười phải không chứ? Ô được thẻ về à, bỏ sĩ thiếu lâm nữa là 10 thẻ phải không? Đâu nói chuyện không quên biết rồi, không có tập trung vô cái công việc gì hết. Thẻ con mắt nhìn thấu nè, nãy giờ thấy giao hoài ta ơi. Bạn nhớ nha, coi video thấy cái thẻ nào cô dư đó thì bình luận bên dưới liền. Ai bình luận trước là cô sẽ ưu tiên cho trước. Bạn nào bình luận sau là nhiều khi mấy bạn khác xin rồi mình sẽ không còn thẻ đó đó nha. Ừ, thì người nào đầu tiên comment vô xin cái thẻ đó thì là được. Còn người sau thì hết trơn thẻ rồi, lấy cái đâu mà được.
30 tỷ mở lâu thế ớn hồn luôn trời, mai mốt mở 10 tỷ thôi. Ô, được bom nguyên tử 11 thẻ. Nhớ nha, ai có comment bên dưới bình, có bình luận bên dưới thì cô mới cho nha. Còn nhắn tin Zalo không thì cô không có cho nha. Không phải là không cho, mà là đợi cho mấy bạn bình luận kia hết xong rồi mới tới phiên mới tới phiên mình nha. Tự nhiên không ơi, mấy bạn tự nhiên mấy bạn nhắn tin Zalo đó là hỏi cô ơi có thẻ này không, cô làm biến mà vô game rồi coi lại đó nha. Chừng nào mấy bạn chắc chắn là trong cái video cô có thì mấy bạn hãy hãy nhắn tin lên mình nha. Một thẻ rồi. Chắc được 15 mà. À, nãy giờ nghỉ không? Mà nghỉ tới còn 10 tỷ đó để là bị ra chết bò rồi. Bị hốt hết trơn à. Ok, quay lên đi mở hết cho rồi. Cái thà mất tiền mà có thẻ, đúng không? Hy vọng có thẻ đỡ hơn là cái để tiền mà mất bị thì bị trộm hết trơn. Đúng không mấy bạn? Mấy bạn mở thẻ 1 tỷ được bao nhiêu thẻ, mấy bạn bình luận bên dưới cho cô coi thử đây, để cô biết coi cái mật độ thẻ cô mở được nó cao hay nó thấp ha. Bữa hổm là 11 tỷ là 5 thẻ. Giờ 20 tỷ là 11 thẻ rồi đó. Chắc 1 tỷ nó cho 1 thẻ quá ta.
nha, bữa hổm có khuyến mãi một rương 12 thẻ mà mình không có mở. Hôm nay còn có 8 thẻ là mất hết 1/3 cho họ ha. 1/3 cho họ rồi. Nãy giờ mấy bạn lựa được thẻ nào mà mấy bạn hiếu chưa mấy bạn? Thật sự ở trong cái album của cô nhìn nha. Cô nhìn cô không có nhớ được cái thẻ nào mà cô thiếu luôn á. Thẻ nó nhiều thẻ quá trời rồi. Mấy bạn chụp hình cho cô cái thẻ cần xin á. Mấy bạn chụp luôn cái tên của ở ngoài của nó luôn ha. Một thẻ là ngân rồi kìa. Xe đào vàng. Trăng tròn mấy thẻ này nữa nè. Rồi còn có mấy lần nữa. Còn có 7 tỷ nè. Buồn quá. Mới có một bộ thẻ ngân rồi trời. Thẻ mới nè. Là 12 thẻ. Yeah, 12 thẻ rồi. Cố lên, cố lên. Còn mua được 5 lần nữa. Được 12 thẻ mới. Ngồi đợi phải có thẻ mới nó mới tỉnh ngủ. 12 thẻ 30 tỷ của tôi.
Ngồi theo dõi mà mệt quá à. Thẻ vàng giờ này cho mà thẻ vàng cũ là không có tác dụng gì hết trơn. Mẹ đâu có tặng mấy bạn được đâu. Nhớ nghe mấy bạn, mấy bạn coi có thẻ nào mới đó mấy bạn bình luận bên dưới. Bạn nào bình luận trước thì cô sẽ cho trước nha. Nhớ là thẻ vàng không có cho được nha, chỉ có cho thẻ trắng thôi. 10 mấy à chip, 11 hay 12 quên rồi chip. Cái nói chuyện hay là quên mất tiêu rồi. Với lại giờ này khuya buồn ngủ quá à. Mở thẻ mà buồn ngủ ngáp lên ngáp xuống vậy trời. Cứ quên hoài không biết nhiêu thẻ đó. Như 12 thẻ à. Con mắt nhìn thấu đó, ra không biết nhiêu lần chắc ra chắc dư được 100 thẻ luôn á. Nước uống một chút. Cái đứa thích đói rồi nè. Mười hai thẻ rồi. Gán ba thẻ nữa đi, chắc không nổi á. Mệt quá. 13 à, phải không? Cứ mỗi lần ngáp xong cái quên mất tiêu nhiêu thẻ là biết là nó điên loạn. Chắc 12 chứ phải 13. Rồi mà đợi mở gương nó còn trắng, nó còn buồn ngủ hơn là để chơi kiếm kiếm tiền. 12 tháng 6 lần nữa. Chơi game này á, nói là cố gắng không quay mà cuối cùng cũng phải gán đi một đi mò chỗ đầu này đầu kia kiếm pin nặng ăn về quay. Quay đang đập nhà có những lúc bị đập hết trơn cái nhà luôn, không còn gì hết trơn á, chán nản muốn nghỉ bỏ game luôn á. Một bữa ngủ trưa thôi là mất nhà. Đang xây nhà mà xong rồi chỉ có một bữa ngủ trưa thôi, thức dậy không còn cái nhà nào hết trơn. Nản chí anh hùng luôn. Nếu là một mỗi tiếng vô quay một lần giết chi giết cuộc. Đúng rồi. Đêm yếu bởi vì nó chậm á.
có 4% pin nãy giờ đó. 10 phút rồi đó. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Không có ra thẻ mới nữa trời ơi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin lỗi quý vị. Được 12 hẻ. Hả? Chứ mở nào nó không quên rồi. Củ xì, củ xịt à. Không ra cái mới vậy tôi. Trời đất ơi. Chán quá à. Mở biết bao nhiêu gương, biết bao nhiêu thẻ. Mình mới có 12 thẻ mới. Buồn quá. Thẻ mới màu vàng từ trường gì đó. Thử ngẫu không thấy đường chứ 13 thẻ. Mấy bạn coi thấy thẻ nào mấy bạn thiếu là mấy bạn cũng hay lắm rồi đó. Mấy người nhanh nhanh quá à, coi không kịp. Tôi còn không nhớ là mình cũng không nhớ là mình có được bao nhiêu thẻ. Thiếu thẻ nào mà mấy bạn nhớ hay thì các cô cũng công nhận mấy bạn nhớ hay ghê luôn. Cái gì vậy? Đủ thẻ gì đó, được tặng 3.500 lượt nè. Khu 51. Wow, mừng quá. Vậy là có spin để chạy sự kiện rồi. Để mua hai, còn hai còn tiền để mua hai cái gương nữa à. 20 cái gương chứ. Thấy không? Mở thẻ cũng có tác dụng kiếm pin luôn các bạn ha, mở gương á. Được 3.500 pin luôn. Tiền để làm gì? Tiền để mua gương. Mua gương để làm gì? Mua gương đi kiếm thẻ làm gì? Để chạy pin. Pin để làm gì? Pin để kiếm là tiền. Nó cứ một vòng lẫn quẩn. Tiền để làm gì? Tiền để mua gương. Mua gương để kiếm thẻ để có pin. Có pin để kiếm tiền. Rồi xong. Cái dầu vậy chứ. Nhớ nghe mấy bạn. Bạn nào thiếu thẻ nào? Bình luận vào đây cho cô sẽ cho trước nha. Bạn nào bình luận trước, cô sẽ cho trước. Các bạn hãy like và đăng ký kênh của cô. Nếu được thì chia sẻ kênh của cô đối với các bạn bè của mấy con đi nha. Để cho nhiều bạn được biết kênh của cô hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đây là 19 cái thẻ, 9 cái gương cuối cùng nè. Nãy giờ mình được 13 thẻ. Và trong 13 thẻ đó mình đã đầy đủ một bộ sưu tập để được tặng 3.500 pin luôn. Còn hai cái gương cuối cùng. Rồi. Video đến đây quá dài, 46 phút mấy. Rồi, cô cảm ơn mấy bạn đã theo dõi nha, hả, theo dõi quá trình đi kiếm thẻ của cô. Đây mấy bạn xem, được cô còn được 3.700 mấy spin. 3.700 mấy pin thì chắc là cô sẽ chiến đấu được, tại bên đây cũng còn 3.000.
thứ 3000 mấy. À chắc chiến đấu không nổi, phải kiếm thêm pin nữa thì mới chạy sự kiện này được. Rồi chúc các bạn kiếm được thẻ của mình còn thiếu ở trong cái bộ sưu tập của cô nha. Bình luận để cô gửi thẻ cho sớm nhất. Rồi bye bye các bạn.